Cô Mai Chiếc Xe Bông xin chào cả nhà nha. Và mấy hôm nay em bận quá nên không có thời gian quay để pha lọc của mình đó cả nhà. Thì hôm nay đầu tuần em tranh thủ pha lọc với cả nhà nha. Thì hôm nay lọc của em cũng rất là nhiều. Xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ đến vườn mai của Chiếc Xe Bông nha. Còn riêng về cái phần mà mai tán thông với cả nhà thì em đóng riêng ở trong vườn nên không có pha lọc cho cả nhà được. Thì đây, đây là hàng thùng xốp. Thùng xốp bên em là mua mới 100% nha cả nhà. Hoàn toàn mới 100%, không có mua thùng cũ nha. Thì mấy khách cũng dặn em là đóng thùng mới, không được đóng thùng cũ. Hôm nay nói chung là chuyên về của bên Chiếc Chè Bông thì lúc nào cũng mua thùng mới nha, 100% là mới nha cả nhà. Một tầm một lần như vậy thì em mua tầm khoảng 300-400 thùng ha. Xong hết rồi thì em lại tiếp tục. Đây là cái bảng cây giống hoàn chỉnh của Chiếc Chè đây. Cho nên là mọi người cứ yên tâm về giống và chất lượng. Bên em có cơ sở hãng thôi nha. Và giống và chất lượng thì em đảm bảo về giống ha. Nói chung là em nói giống nào là bán giống đó, không có sai lệch nha cả nhà. Đây là các cái hàng mà thằng thùng bên vườn mai nhà em. Và đây là cái xe bưu điện chiều nào cũng ghé bên em lấy cây nha. Đây em sẽ được pha lọc với cả nhà đây. Cụ thể cho cả nhà xem từng cây và chi tiết từng cây ha. Mình sẽ báo giá luôn. Xin cảm ơn.